Xem chơi son là quân bên mình. Vâng, tôi tưởng quân họ. Tôi chưa kịp nhìn để ý nó một thì tôi thấy nó một soi quân, tôi nhìn luôn. Nhìn luôn bên dưới, vâng, quen 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 mắt là nhìn lên trên. Vâng, nô một Hồng Anh hay là mà. À, nhớ sen của nâu 1 Hồng Anh chơi son và hai nhà châu Á, bên kia là theo khán giả báo về là Egypt và IA. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi sen sẽ đánh cung và chơi son sẽ đánh chém. Nếu mà bài sen đột biến có thể đánh chém bình thường. Vâng, xin con giò, không thì về làm cái đánh Egypt, Egypt đánh thẳng cung thì mình chơi hôn mã, đúng rồi. Vâng, nếu mà Egypt đánh thuần cung thì mình đánh hôn mã thì vẫn có cửa khi đánh với sen. Nói chung là vậy. Bên kia không biết ai cầm Mia. Vâng, lại để cho tôm cầm Mia thì còn tươi. Gắn đi mà... thôi, trời son trên dân rồi. Tôm là người cầm Egypt thì phải. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Nếu tôm cầm Egypt thì mình lại có cửa. Đấy. Tôm cầm IA khi còn có khả năng nằm. Tôm mà cầm Egypt đánh cung thì mình lại vui. Bằng rất thích tôm cầm Egypt. Tôm đang bị dịch. Nên là có vẻ như xuất khẩu nước ngoài không có giá trị mấy. Nên mình chậm 2 dân. Trên 1 dân. Vâng, cho son Hồng Anh. No 1 Seng đã thấy 4 hiêu về nhà rồi, đây còn một con. Nhà đừng bảo Seng, Seng tù, Seng mà tù thì đúng là rất mệt. Kìa. Nhớ map sao? Đưa dân đi xa vậy. Đây rồi có 7 hiêu. Seng ơi phải khổ thế này à trời. No 1 ơi. Gọi ngay Trích Chòe đến. Vâng, có vợ đến. À quên, có người yêu. Chưa phải vợ. Có người yêu đến thì nó sẽ khác bọt hơn. Hay lại không có núi ngồi sau, lại không có thằng bạn thân yểm trợ nên là hơi đen. Vâng, nhân lúc mà tôm đang bị dịch thì cần phải khử ngay. Không nói nhiều. Và cái map mà đến 3 nhà châu Á và có một thằng châu Âu thôi. À không, Egypt là quân hình như là quân của Ai Cập, hơi lai châu Mỹ, đúng rồi châu Mỹ thì chuẩn. À châu Phi, nhầm. Oh. Quên cả bản đồ địa lý này, đánh chế nhiều quên cả bản đồ địa lý. Vâng, Ai Cập bên châu Phi, nhầm, nó hơi lai tí. Vâng, Seng 27 dân. Bài này nói chung là vẫn lên được đời nhưng mà nó không còn chuẩn nữa. Oh, bài đến khổ. Nó một ăn gì mà đen thế à trời. Đóng BB. Bên kia tôm 26 dân cầm Egypt. Anh 26 dân tôm sẽ đánh cung để cân lại với Seng. Vâng, cần có một chim lợn tuyển ngồi sau tôm, nó không tôm lại thua trận này thôi. Vâng, không có chim lợn tuyển ngồi cạnh tôm thì nó có cái gì đó nó gọi là
khác bọt. BM đóng ngay đây. Hồng Anh điểm số hơi thấp, 23/24. Đầu cánh nhà Gunny Choi Son thiếu với Yamato. Con giò đi luôn, công giáp đầy đủ dành cho con giò. Có con voi. Gunny như hơi đói đồ. Không, Gunny cũng lên đời rồi. Nhưng mà quan trọng là Gunny hơi đói đồ khi mà phải đóng S ăn một con voi. Chúng ta có thấy Gunny phải đóng S ăn một con voi. Bây giờ thì đi dò đồ trong này sao? Hay vào đây đóng cái BG làm khoanh ruộng. Ở đấy, gặp đúng ba con voi vàng, rất mát. Ông Anh hôm nay đi đâu cũng thấy đồ. Vâng, sang tận BB của No 1 bị ấy sợi xin con giò của game thủ Gunny con giò có công chưa có giáp. Như vậy mình chơi tốt. Đây rồi, tôm cờ rui. Vâng, cứ hiếp tôm ngay từ đầu. Vâng, tôm người hơi mỏng. Vâng, hai đánh một cái quảng ngay. Kìa, chém luôn con sư tử đi. Đóng P nhà của IA cũng được. Nói chung là cho Son với IA đóng P đều được. Tôm mới là tôm, chưa có bánh xe và ăn ngay luôn một con chém lọt vào nhà. Một chém một giò vào nhà lúc này thì cực kỳ buốt luôn. Rất nhức nhối. Vâng, chạy bằng niềm tin. Mình chết hai con dân nhưng bên kia chủ lực lại chết rất nhiều dân. Ở đấy, thế là tươi. Đây rồi. Ai giải có cả nỗ một ở đây nữa. Quýt. Vâng, xin chia buồn. Chia buồn với Egypt của tôm. À, vừa rồi là có bánh xe rồi. Mà tôi tưởng chưa có bánh xe. Vừa lên được bánh xe xong thì phải, sau đó sắp khung giờ. Mà chạy mãi mới về đến nhà thì gặp luôn hai chém một giò ba khung giờ của No 1 vào nhà nữa. Vâng, tôm đến khổ. Đóng hai nhà P chưa sóc phủ, cứ vào ăn tôm đã. Đúng rồi, tôm dễ ăn, không phải ăn Gunny làm cái gì cả. Vâng, cái món tôm rán là cực kỳ ngon luôn. Ấy sợi có cả No 1 đây, xem No 1 cho nó mát. Vâng, thoáng mát. Nhìn HD luôn. Gì kia? Vâng, có chat chả hiểu. Tăng A. Thôi tôm ơi, anh quá yếu ở ngày hôm nay rồi. Vâng, tôm đi sai. Tỷ số là 2-0 trong xe đấu thứ 3. Quá tươi luôn. Vâng, tôm cầm cung tôi cực kỳ yên tâm. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết đầu tiên của Tem Thái Bình.